Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Giang trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Hội đồng hương Hưng Yên tại Cộng hòa Séc ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Khởi tố hai vụ án về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Văn Giang. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo cử tri huyện Văn Giang. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc ngày 21 tháng 10, bế mạc ngày 30 tháng 11. Nội dung kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 12 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và một số vấn đề quan trọng khác. Về kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổng hợp và gửi 29 ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và một số bộ ngành trung ương để trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 18 văn bản của các bộ ngành trung ương trả lời 26 trên 29 kiến nghị cử tri. Cử tri huyện Văn Giang kiến nghị, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được kết quả rất quan trọng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng còn tồn tại hạn chế. Việc hoàn thiện thể chế, cơ chế để cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không cần tham nhũng, không muốn tham nhũng, tức là phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng chưa hiệu quả. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm đến vùng phát triển kinh tế khu vực ven sông Hồng nói chung và làng nghề hoa cây cảnh xã Phụng Công nói riêng, đánh giá hiện trạng đê bối bảo vệ khu sản xuất của các xã ven sông Hồng, có quy định hướng dẫn cụ thể về việc xử lý ứng phó với sự cố thiên tai liên huyện, liên vùng giáp danh, bảo đảm ứng phó kịp thời khi có thiên tai sự cố xảy ra. Đề nghị xây dựng trạm bơm dã chiến cho hai xã Phụng Công và Xuân Quan tại khu vực giáp xã Quan Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để kịp thời bơm nước khi mưa lũ xảy ra, có chính sách hỗ trợ các loại cây trồng chưa có trong quy định của Nghị định số 02 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, quản lý đô thị, cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, về quản lý trật tự xây dựng và quản lý hành chính tại các khu đô thị mới trên địa bàn huyện Văn Giang, vị trí chức danh và mức phụ cấp cho cán bộ văn phòng của cấp ủy cấp xã. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm của cử tri và bà con nhân dân đã dành cho mình trên cương vị công tác mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các ý kiến của cử tri rất sâu sát, đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và phù hợp với những nội dung đang được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương tiếp thu, trả lời theo quy định. Khái quát về tình hình đất nước trong thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng công cuộc phát triển đất nước cũng đạt được nhiều thành tích tốt đẹp và toàn diện trong tất cả các mặt, đảm bảo quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại được duy trì tốt, nâng cao vị thế uy tín của đất nước với quốc tế, kinh tế xã hội trong nước ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế nhìn chung phát triển với tốc độ tốt, sát với yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, hy vọng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất cho các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng trên mọi lĩnh vực, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng chúng ta cũng đã phát động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát động, đã có nhiều các cái giải pháp, những biện pháp làm và cũng đã đạt được một số những cái kết quả. Đấy, như các đồng chí đánh giá là lấy lại lòng tin cử tri của quần chúng nhân dân đối với Đảng, làm cho bộ máy của Đảng trong sạch hơn, làm cho các cái việc thực hiện các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội được tốt hơn. Đến những việc như vậy, đấy là cái hiệu quả. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là cái công tác phòng chống tham nhũng luôn là vấn đề cần phải được quan tâm sát sao. Mà các cái hoạt động phòng chống tham nhũng này nó không phải chỉ có ở trung ương, mà cũng đã nhiều lần nó nói nó ở ngay sát với chúng ta này, nó ngay bên cạnh chúng ta này. Đấy, nếu là đảng viên phải coi là cái việc đó là việc hàng ngày của từng chi bộ, từng đảng viên mà. Không ai là không có trách nhiệm vào cái việc này, chứ không phải chỉ là công việc của ban chỉ đạo phòng chống tiêu cực tham nhũng trung ương hoặc là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh. Đấy, mọi người dân ở đây đều có trách nhiệm, đều phải có cái đóng góp vào cái việc này. Thì kiểm điểm phải ngay ở chi bộ ấy, xem ở trong chi bộ mình có vấn đề này không, đảng viên có vấn đề này không. Nếu mà chi bộ nào cũng làm tốt thì không thể có tham nhũng được. Tại sao lại cứ phải để các cơ quan chuyên môn người ta vào, người ta đấu tranh, người ta phát hiện thì bắt đầu mới ra, mới lôi được ra ánh sáng vào cái việc đó. Tức là cái công tác của mình từ cơ sở là có vấn đề, cái sự giác ngộ đó là có vấn đề. Đấy, mọi người đều có trách nhiệm vào vấn đề đó. Tôi cho rằng công tác phòng chống tham nhũng chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Không thể có tham ô tham nhũng tập thể được, không thể có cả tập thể ban thường vụ phải bị kỷ luật được. Đấy, không thể có cả một cái đảng ủy bị kỷ luật được, không thể có người đứng đầu mà phải làm được những việc đó. Nếu chúng ta chăm lo tốt về cái khâu công tác này, đảng viên tự nguyện làm theo đúng nguyên tắc điều lệ của Đảng, kiểm điểm định kỳ thường xuyên, rà soát tự soi tự sửa và những cái việc như vậy. Đấy, đảng viên hỗ trợ lẫn nhau, đấu tranh với nhau. Đấy, phát hiện ra những cái việc mà không đúng, không đúng nguyên tắc, không đúng quy định, những cái việc đó không thể để cho cái tham nhũng nó phát triển như vậy. Thế rồi công tác này cũng phải quán triệt đến từng đảng viên, tăng cường sự giám sát của cán bộ đảng viên, cử tri nhân dân để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và gần đây tôi nói là cả lãng phí nữa. Đấy, phí cũng là ghê gớm, không kém gì về cái tham nhũng tiêu cực. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho huyện Văn Giang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà thương binh Nguyễn Văn Thân và gia đình bà Đinh Thị Ngân, hộ thoát nghèo ở xã Long Hưng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp công hiến của người có công và thân nhân người có công với cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Nội dung chi tiết buổi tiếp xúc cử tri và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin thời sự sau. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp làm việc với đại diện Hội đồng Hương Hưng Yên tại Cộng hòa Séc để ủng hộ quỹ cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3, 100 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Lê Huy thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên cũng như thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại cho Hưng Yên gần 4.000 tỷ đồng. Đồng chí cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của những người con quê Hưng Yên đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, đặc biệt là Hội đồng Hương Hưng Yên đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc luôn dành những tình cảm tốt đẹp hướng về quê hương.
Sáng nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè tổng kết hoạt động hè và chiến dịch thanh niên học sinh, sinh viên tình nguyện tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo. Hè vừa qua, toàn tỉnh huy động gần 17.000 đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi tại 64 điểm thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huy động hàng chục nghìn lượt thanh niên tham gia hơn 200 đội hình tình nguyện ở các mũi chiến dịch như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Trong bão số 3 và trận lũ lịch sử vừa qua, hơn 700 thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và các huyện như Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động xung kích hỗ trợ nhân dân di dời vật nuôi, hoa màu, cây cảnh, giải cứu nông sản cho nông dân, góp phần tích cực giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện do các ngành, địa phương, cơ sở đoàn tổ chức. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm các ngành thành viên, bám sát kế hoạch, kịp thời báo cáo để giải quyết các vấn đề thường xuyên và phát sinh trong quá trình thực hiện tổ chức hoạt động. Sáng nay tại huyện Văn Lâm diễn ra hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị. Đoàn công tác đến 3 doanh nghiệp trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 là công ty thực phẩm Trung Sơn, công ty dược Hà Hưng, nhà máy nước sạch An Sinh và cho ý kiến giải quyết ngay một số khó khăn vướng mắc về xử lý tài sản trên đất, bố trí vị trí mở rộng di rời nhà xưởng sản xuất. Sau khi kiểm tra tại thực địa và nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình huyện Văn Lâm trong việc chậm giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4, nhất là chưa hoàn thành các khu tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với các hộ có đất ở phải thu hồi, chậm bố trí vị trí mở rộng di rời doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu trong tuần tới, huyện Văn Lâm phải trình vị trí mở rộng cho doanh nghiệp để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Trong 2 tháng tới phải hoàn thành giải phóng mặt bằng vị trí xây mới cho nhà máy nước sạch An Sinh. Tinh thần là huyện phải quyết liệt vào cuộc và đồng hành, không phó mặc cho doanh nghiệp. Giao Sở Xây dựng chủ trì việc đánh giá, xác định mức bồi thường hỗ trợ tài sản đối với nhà máy nước sạch An Sinh. Trong việc giải phóng mặt bằng đối với doanh nghiệp này, phải có phương án bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân 4 xã. Trong tháng 10, bố trí để 4 doanh nghiệp đã đồng thuận nhận tiền bồi thường hỗ trợ, chịu trách nhiệm về việc chậm triển khai các khu tái định cư, phê duyệt phương án và tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho tối thiểu 100 hộ có đất ở phải di rời. Sau các trận mưa lớn, ngập lụt, các trạm bơm có vai trò quan trọng cho việc điều tiết mực nước. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí đầu tư, hiện nhiều trạm bơm trên địa bàn huyện Phù Cử đang xuống cấp, máy móc lạc hậu, ảnh hưởng tới quá trình tiêu thoát lũ. Huyện có 63 trạm bơm, tất cả trạm đều do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý. Mỗi trạm có công suất trung bình khoảng 4.000 mét khối trên giờ. Tuy nhiên, đa phần các trạm bơm đều xây dựng cách đây khoảng 40 năm như trạm Vực Bồi, xã Minh Tân, trạm Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng, trạm Ba Đông, xã Phan Xảo Nam, trạm bơm Viên Quang, xã Quang Hưng. Nhiều máy móc đã xuống cấp trầm trọng, nhà trạm hư hỏng, động cơ máy móc yếu nên thường xuyên xảy ra sự cố. Nguyên nhân do thiếu kinh phí nâng cấp cải tạo hệ thống máy móc của trạm bơm. Cái trạm là đã xuống cấp, cái hệ số tiêu thì nhiều vùng là không đảm bảo, nhất là cái vùng là Viên Quang và lưu vực Cần Thượng. Cái cơn bão số 3 vừa rồi là thực tế là số máy phục vụ cho tiêu là nó không đảm bảo, thì đã phải cho tiêu nhờ sang bên chỗ trạm bơm Phương Bồ, cũng ảnh hưởng một cây trồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, Ban Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với huyện ủy Yên Mỹ ra mắt mô hình dân vận khéo 1+10, đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở thôn, khu dân cư tại xã Nghĩa Hiệp. Việc triển khai mô hình nhằm đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của Đảng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên, tạo mối liên hệ mật thiết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Theo đó, xã Nghĩa Hiệp xây dựng mô hình tại 3 thôn là Yên Thổ, Thanh Xá, Yên Lão với 73 đảng viên phụ trách 1.360 hộ gia đình. Đảng viên được phân công chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án, nhất là dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện và của xã.
là một người đảng viên được phân công phụ trách cái hộ gia đình thì chúng tôi cảm thấy là rất ý nghĩa, bởi vì là nâng cao cái trách nhiệm của người đảng viên với các hộ gia đình, và nó cũng gắn kết cái tình đoàn kết giữa quân dân, nắm bắt được các cái tình hình của nhân dân, nhất là cái phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Ngày 16 tháng 10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel khánh thành nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Nguyễn Bật Lợi ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Ông Lợi có con trai là liệt sĩ Nguyễn Bật Nhung, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà ông và gia đình đang ở hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Chia sẻ với hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Khoái Châu đã quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ 50 triệu đồng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nhuế Dương hỗ trợ 10 triệu đồng cùng gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Sau 5 tháng thi công, đến nay ngôi nhà cấp 4 kiên cố khang trang đã được hoàn thành, diện tích sử dụng 80 m² với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Quà tiền được hỗ trợ, số tiền còn lại do con cháu giúp đỡ và gia đình tiết kiệm. Thời gian qua, với sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc, các sở ngành chức năng và các tổ chức thành viên, công tác tuyên truyền, triển khai vận động huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hàng năm vào dịp 17 tháng 10 là ngày vì người nghèo Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tham mưu tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo. Chỉ tính riêng trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh vận động được gần 8,6 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh gần 680 triệu đồng, quỹ cấp huyện và xã mỗi cấp đều được gần 4 tỷ đồng. Ngày Tết thì chúng tôi tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban thì để trích cái số tiền ra để ủng hộ cho người nghèo. Như năm 2023 vừa rồi thì chúng tôi trích ra là bằng số tiền bằng 6 triệu đồng để hỗ trợ cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo các cấp đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thăm tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 58,6 tỷ đồng. Thông qua đó góp phần tạo điều kiện cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn, vươn lên từng bước thoát nghèo. Việc sử dụng quỹ vì người nghèo của chúng tôi là đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai minh bạch, cho nên là hàng năm mà khi mà vận động quỹ vì người nghèo này là được nhân dân và các tổ chức rất là ủng hộ. Với sự tham gia tích cực, có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần giúp tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của tỉnh còn 0,86%, giảm 1,07% so với năm 2022, thấp hơn 4,85% so với tỷ lệ nghèo đa chiều chung của toàn quốc 5,71%, hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Theo số liệu giả soát, trong năm 2024 và 2025, trên địa bàn tỉnh còn trên 1.800 hộ, gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, có nhà ở xuống cấp, cần phải hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Mặt trận các cấp tỉnh Hưng Yên chủ động xây dựng cái kế hoạch để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng quỹ, nhất là tháng cao điểm vì người nghèo, rồi tăng cường cái xã hội hóa, vận động các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên, cùng các cấp rà soát, thẩm định, thống kê số lượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi hộ cận nghèo để có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo kịp thời. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp nhập viện do tai nạn lao động. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân bị tai nạn lao động là lao động tự do, không trang bị an toàn bảo hộ khi làm việc. Anh Hiếu làm công nhân ép cọc bê tông, vừa qua đang trong quá trình thi công thì dây cáp bị đứt, thanh bê tông đập vào tay, dập nát toàn bộ bàn tay phải. May mắn là anh đã được cấp cứu phẫu thuật kịp thời để bảo tồn được bàn tay. Trung bình mỗi tháng, khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp nhận 4 bệnh nhân bị chấn thương do tai nạn lao động. Tổng số từ đầu năm đến nay, khoa tiếp nhận điều trị cho trên 30 ca tai nạn lao động như ngã giàn giáo, đổ tường, máy cưa, máy cày. Nhiều người lao động trong số đó không trang bị bảo hộ lao động.
bác này là bác cái chuyên bắt tời đấy, nhưng mà cái đấy thì không có trước được, nó không may thì không, cái đấy thì mình biết sao được. Ngã từ tầng 3 ngã xuống, sợ quá thì chỉ có gọi xe cấp cứu cho vào bệnh viện luôn. Thường xuyên là có bệnh nhân tai nạn lao động vào đây thì có thể là do các bệnh nhân liên quan đến làm công trường, đặc biệt những cái mùa nắng nóng, xe nắng, xe nóng, hoặc là những cái trường hợp mà làm các cái máy móc, các cái nhà máy mà các cái bảo hộ lao động nó còn hạn chế hoặc các bệnh nhân không tuân thủ thì nó có thể nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Tai nạn lao động có thể chỉ gây chấn thương nhẹ, song cũng có những trường hợp nặng không bảo tồn được tay, chân, mất khả năng lao động, có người phải sống thực vật suốt đời. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Người lao động nên tuân thủ các cái quy trình an toàn lao động, sử dụng các cái trang bị bảo hộ lao động đầy đủ thì làm giảm thiểu cái nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, tuân thủ các cái an toàn lao động. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Đặng Thái Quyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Lương Thị Hồng, Phó trưởng phòng tư vấn giới thiệu việc làm, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình sự, và mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, điều 203 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Thị Hoa, nơi thường trú, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, Lương Thị Hồng Loan, sinh năm 1971, thường trú tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 1, điều 203 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thái Quyên, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại. Liên quan đến vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Phan Trọng Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa khám bệnh, kiêm trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ, và Đỗ Thị Hồng Hải, trưởng khoa nội Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tổng số tiền từ Quỹ Bảo hiểm Y tế trên 1,2 tỷ đồng. Thông tin này cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.